Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện trường bất thường, vụ quá phụ thiệt mạng. Giống như mọi ngày, khi nghe tiếng gà gáy sớm là chị Hoa đã thức giấc, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa rồi cho lũ gà, lũ vịt ăn để chúng khỏi phá vì đói. Chị lại xách cái cặp lồng đi chợ mua đồ ăn trong ngày cho cả gia đình. Đi ngang qua nhà mẹ ruột, chị vẫn thấy cửa nhà khép kín. Mấy con vịt xiêm kêu quàng quạc đòi ăn ngoài sân mà chẳng thấy mẹ đâu. Dù mặt trời đã ló qua bụi tre, thường ngày bà Pê đều dậy rất sớm. Chị Hoa đứng ngoài sân cất tiếng gọi mẹ, nhưng không có tiếng trả lời. Thấy có vẻ gì đó khác lạ, chị bước nhanh tới đẩy cửa chính bước vào. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra khiến chị như té xỉu. Vết huyết loang lổ trên khắp sàn nhà. Người con gái lấy hết sức lực la lớn cầu cứu chồng và bà con lối xóm. Mọi người nhanh chóng chạy đến lần theo vết huyết về hướng phòng ngủ của bà B. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mọi người. Bà P nằm ngửa trên sàn nhà, trên người dính nhiều vết thương, đôi mắt thì đã không còn nữa. Chưa đầy 15 phút sau, công an xã, huyện, rồi tỉnh đã có mặt tại nhà bà P và khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Sau khi khám nghiệm đại thể, bác sĩ pháp y đã xác định nạn nhân mất do vỡ hộp sọ, đứt động mạch cảnh gây mất huyết cấp. Ngoài ra đôi mắt của nạn nhân cũng đã bị hung thủ lấy đi mất, vùng kín của nạn nhân thu được chất nhờn, nghi ngờ là tinh dịch của đàn ông. Con rể tòm tem mẹ vợ. Điều tra ở địa phương, các điều tra viên được biết nạn nhân có chồng nhưng đã mất khoảng chục năm nay. Hai vợ chồng có tất cả 4 người con, một trai, 3 gái. Người con trai duy nhất chưa lập gia đình nhưng đi làm ở tận Cà Mau. Lâu lâu mới về thăm nhà một lần. 3 người con gái còn lại đều đã lập gia đình. Nhưng chỉ có vợ chồng chị Hoa là ở gần cách sau lưng mẹ khoảng gần 100 mét do được bà mẹ cho miếng đất ở ngoài vườn. Bà cũng sống hòa đồng, thân thiện với bà con, lối xóm, không có mâu thuẫn, xích mích nghiêm trọng với ai. Tuy nhiên có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là sau khi chồng mất mấy năm, các con đều đã đi làm ăn xa hoặc ra ở riêng, thì bà B thường xuyên tụ tập uống rượu, ca hát, thân mật với một số người đàn ông. Thậm chí có dư luận tại địa phương cho rằng bà quan hệ với nhiều người đàn ông, trong đó có cả người con rể ở gần nhà, tức chồng chị Hoa. Đồng thời qua kết quả giám định thì đôi dép nam thu được tại nhà của nạn nhân cũng chính là của chồng chị Hoa và cũng có nhiều dấu vết chân của anh này tại hiện trường vụ án. Gã con rể thừa nhận có quan hệ với mẹ vợ nhưng quả quyết mình không phải là hung thủ của vụ án. Theo người này, đôi dép có ở nhà nạn nhân là do anh ta gửi ở đó. Còn dấu vân chân là do anh ta là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường khi nghe vợ la hét khi xảy ra án mạng. Công an quyết định lấy mẫu huyết của hắn. Kết quả giám định cho thấy mẫu huyết, mẫu tinh dịch của người này không trùng với mẫu thu được tại hiện trường vụ án. Vết đứt trên bàn tay tố cáo gã đồi bại làm nhục thi hài đã mất. Chỉ trong vòng hơn một tuần, các điều tra viên đã phải triệu tập hàng trăm đối tượng lấy lời khai do tìm thông tin về vụ án. Đến ngày thứ 10, khi đối tượng Trần Chí Hùng cách nhà nạn nhân khoảng 200 mét được mời lên làm việc, những manh mối đầu tiên về vụ án đã bắt đầu hé lộ. Quan sát nhanh, một điều tra viên đã phát hiện trên ngón tay áp út bàn tay trái của Hùng có vết thương sâu, còn mới nên yêu cầu giải thích. Lúc này Hùng nói, do mấy ngày trước em bổ trái dừa vào tay nên mới có vết thương này. Nghi phạm này ngay lập tức
được theo dõi sát sao. Kết quả giám định dấu vân chân của Hùng hoàn toàn khớp với dấu vân chân thu được tại hiện trường vụ án. Ngay lập tức, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hùng đã phải cúi đầu nhận tội. Hùng khai nhận, tối ngày xảy ra vụ án, Hùng đi nhậu cùng hai chiến hữu tại một quán trong làng. Trong lúc nhậu, đám bạn có đem chuyện bà P có quan hệ lăng nhăng với nhiều người. Trong đó dư luận bà P còn quan hệ với cả người con rể ra bàn luận. Vì ở gần nhà bà P nên Hùng biết điều đó là có thật. Lại dài đến khoảng 2-3 giờ, ai đi về nhà nấy, Hùng lững thững đi về nhà mình. Khi đi ngang qua nhà bà P, hắn nhớ lại lời bàn luận trong lúc nhậu và nhớ lại những cảnh trong phim người lớn đã được coi, nên nay sinh ý định được quan hệ với bà P. Mặc dù Hùng nhỏ hơn bà đến cả 30 tuổi, nạn nhân xấp xỉ tuổi cha mẹ Hùng. Hùng đột nhập được vào nhà bếp rồi mở chốt cửa để vào buồng. Lúc này nạn nhân phát hiện có người đột nhập vào nhà nên đã thức dậy, mở đèn điện trong buồng. Hùng đứng núp vào xào treo quần áo để chờ cơ hội ra tay, nhưng đã bị bà B phát hiện và nói: "Giờ này mày đứng đây làm gì?" Hùng đi ra và nói: "Cô cho con ngủ với cô một đêm nghe." Nạn nhân chửi bới sùm: "Thằng mất dạy, mày về ngay, mai tao sẽ mách ba mẹ mày." Nói xong bà B cầm đèn pin và đi ra phía cửa để mở cửa cho Hùng về. Lúc này Hùng đi phía sau. Khi đi ngang qua trạm bát đũa, Hùng nhìn thấy hung khí nên hắn cầm lên, dắt vào phía sau lưng rồi tiếp tục đi theo chủ nhà ra phía cửa. Lúc này trời đổ cơn mưa rất lớn. Chủ nhà ra đến cửa chính nhà trên thì cúi xuống mở chốt cửa. Thấy cậu trai này vẫn tần ngần chưa về mà tiếp tục đòi quan hệ với mình, bà chủ nhà tiếp tục đuổi Hùng về và hăm dọa ngày mai sẽ mách cha mẹ của Hùng. Khi đó cơn điên nổi lên, hắn cầm hung khí hăm dọa: "Bà không được mách ba mẹ tôi, nếu không tôi lấy mạng." Trước tình huống này, tỏ ra không phải là tay vừa, bà B dùng cây đèn pin đang cầm trên tay đánh trúng vào vai trái của Hùng, đồng thời chụp lấy hung khí. Cả hai giật qua giật lại làm Hùng bị thương ở ngón tay áp út bàn tay trái. Một hồi sau thì sức người đàn bà quá không thể thắng nổi sức của một thanh niên. Như con thú hoang đang say mồi, Hùng tiếp tục phay nhiều nhát đến khi nạn nhân gục xuống tại chỗ và nằm ngửa trên sàn nhà. Thấy nạn nhân đã tắt thở, tên sát thủ này còn có một hành vi kỳ dị khó hiểu nữa là lấy đi đôi mắt, quăng xuống mương nước bên ngoài. Lúc này nhận thấy có ánh đèn pin từ bên nhà hàng xóm dọi qua, nên Hùng ra vách chạy về phía sau nhà nạn nhân. Trong lúc chạy vì đường trơn nên Hùng bị té. Kiểm tra lại thì phát hiện còn mất một chiếc dép, nên hắn quay trở lại nhà nạn nhân để tìm kiếm. Trời mỗi lúc một lớn nên hắn lấy một chiếc khăn mặt bông trong nhà nạn nhân và ngồi đó trú mưa. Ngồi khoảng 15 phút, hắn nhớ lại những cảnh trong phim đồi trụy đã được xem, nên hắn lại nảy ra ý định quan hệ. Tên thiếu niên đồi bại này ôm quần áo đi vào cửa trước nhà trên, để trên bàn tròn và dùng hai tay kéo hai chân người đã mất vào trong buồng ngủ thực hiện hành vi bị ổi. Cuối cùng, tòa đã tuyên phạt Hùng 17 năm tù về tội sát hại người, 2 năm tù về tội cưỡng tình, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 18 năm tù. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!